Ở đây chúng tôi có kỹ thuật Hùng đang làm gì đây? Kỹ thuật Hùng đang làm gì đây? Em đang test hàng để gửi COD cho khách hàng. À, gửi COD. Gửi COD khách hàng đúng không? Đơn này mình gửi cái đâu ấy Hùng? Hải Dương anh. Gửi Hải Dương à? À ok. Thế thì rồi chúng ta sẽ tiến hành xem kỹ thuật Hùng test sản phẩm gì đây. Đây là một chiếc loa Arirang MK1. Đây là một chiếc loa kéo thì nó rất hay đến từ thương hiệu Arirang. Để chúng ta xem quá trình test thử những sản phẩm của nhân viên kỹ thuật Bảo Châu Elec là như thế nào. Trước khi gửi cho khách hàng thì chúng tôi đều phải test lại hết quý vị nhé. Cho nên quý vị cứ yên tâm là những sản phẩm đến tay quý vị là những sản phẩm đã được kiểm tra kỹ càng quý vị nhé. Rồi. Nếu mà quý vị hàng mà về mà thấy ni lông ở bên trong hơi sộc sạch một chút thì quý vị hãy thông cảm một chút, bởi vì là kỹ thuật của Bảo Châu đã bóc ra trước để có thể kiểm tra, test thử tất cả những tính năng của sản phẩm để xem có lỗi do nhà sản xuất không. Nếu mà có thì sẽ tiến hành đổi sản phẩm khác để đảm bảo là quý khách không phải mất thời gian để đi bảo hành nữa quý vị nhé. Đó, kỹ thuật viên Hùng đang test tính năng bắt Bluetooth, cũng như chút nữa là chắc là cũng sẽ lấy dây ra để cắm thử để xem là tính năng phát nhạc qua dây 3.5 sẽ như thế nào. Ok, chúng ta sẽ tiến hành xem. Đây là một dòng loa có thể nói rất hay đến từ thương hiệu Arirang MK1. Và Bảo Châu Elec cũng bán rất là nhiều những dòng loa kéo như này quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu thì hãy cứ để lại số điện thoại của mình ở phía dưới comment. À, đây là một video rất ngẫu nhiên mà Hữu Duy quay ở dưới showroom. Mọi công việc của mọi người vẫn đang hoạt động hàng ngày bình thường. Bài hát rất hay mà Hữu Duy rất hay hát đúng không ạ? Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em. Đây là dòng loa Arirang MK1 quý vị nhé. Tiếng rất là hay và trong trẻo đúng không ạ? Sáng tiếng. Ok, tính năng nhạc của Bluetooth đã ok rồi. Nghe nhạc rất là hay đúng không ạ? Đây là mic đi kèm quý vị nhé. Chiếc loa của chúng ta còn đi kèm thêm hai tay mic. Đó. Đây. Đây là tay mic thứ hai. Quý vị có thể nhìn thấy. Được đựng bên trong một cái bao rất là đẹp đúng không ạ? Chiếc
bao gồm là điều khiển này, dây AV, dây nguồn, một cuốn sách hướng dẫn. Điều khiển, dây AV, dây nguồn, một cuốn sách hướng dẫn khá đầy đủ quý vị nhé. Đó, tiếng mic, điều chỉnh những thông số echo, volume, các giải bass chép, rất là đầy đủ với một chiếc loa kéo đúng không ạ? Ok. Kỹ thuật viên Hùng thử như là thử test vang số. Alo. Bây giờ kỹ thuật viên Hùng sẽ hát thử một bài để test thử chất tiếng của đôi loa, à của chiếc loa này. Rồi kỹ thuật viên Hùng hát đi. Không hát đâu. Không hát à? Không hát đâu. Ok, thế để Hữu Duy sẽ hát thử một bài nhé. Ok, giờ Hữu Duy sẽ hát thử bài Bye Bye quý vị nhé. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạc dù tiếng hát chơi vơi hỡi em. Đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe, này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em một đời mãi. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều trong tay, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Vâng, quý vị có thể thấy được rằng là chất tiếng của chiếc loa kéo này cũng rất là hay đúng không ạ? Ok, giờ Hữu Duy sẽ cầm lại máy quay. Rồi, và quý vị có thể thấy được rằng là Hữu Duy vừa mới hát một đoạn thôi, chất tiếng cũng rất là hay. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ test tức chức năng Bluetooth rồi này, test nhạc rồi này, test mic rồi này, test effect cũng rất là hay. Đó, và cũng cơ bản là chiếc loa kéo này cũng đã hoạt động một cách khá là trơn tru bình thường rồi. Và bây giờ kỹ thuật viên Hùng sẽ test nốt một số chức năng nữa như là sạc pin để xem pin có vấn đề gì hay không. Và cắm thử dây để xem dây kết nối vào điện thoại có ok hay không. Và sau đó là sẽ đóng lại và có thể gửi cho khách hàng quý vị nhé. Ok, rồi bây giờ kỹ thuật Hùng sẽ kết nối thử dây điện xem có thể mọi chức năng có hoạt động trơn tru không. Có xốp rồi quý vị yên tâm nhé. Đó, đèn báo nguồn đã lên rồi. Đèn báo nguồn chắc cũng đã lên rồi. Đó, đèn báo nguồn đã lên rồi cho nên quý vị có thể yên tâm nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ test chức năng gì đây? Cắm một dây.
cắm thử dây AV sang 3.5 để test xem chức năng dây kết nối với dây xem nó có trơn tru không. Đây là chức năng Bluetooth quý vị nhé. Đây. Và tất cả các bộ phận của bảo Choi Lake vẫn đang làm việc rất là miệt mài. Vâng, Hữu Duy quay clip này vào lúc đầu giờ chiều cho nên là khách hàng vẫn chưa qua, và chút nữa khả năng là khách sẽ rất là đông. Tranh thủ quay sớm, không có tí nữa đông quá quý vị nhé. Ok, giờ ta sẽ cắm dây rồi. Giờ test thử một bài khác xem. À, chúng ta đổi sang live rồi quý vị nhé. Đổi sang live rồi quý vị nhé. Dạ vâng, và có thể nói là mọi chức năng của chiếc loa kéo này cũng đã được test rất là kỹ càng. Và đây là cái quá trình mà chúng tôi test những sản phẩm để trước khi gửi đến khách hàng quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Bảo Choi Lake, và mọi ý kiến quý vị có thể để lại ở phần dưới comment. Quý vị muốn mua những sản phẩm uy tín chất lượng thì quý vị có thể gọi điện đến hotline của Bảo Choi Lake là 1900 0255, hoặc có thể gọi điện đến hotline của Hiếu Duy là 0866693631. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của Bảo Choi Lake, và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Choi Lake sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!